Vâng, bất động sản niềm tin hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị về một số các cái khó khăn khi mà đi làm giấy tờ về chuyển nhượng, mua bán bất động sản. Có những cái trường hợp khi mà hai bên đã thỏa thuận mua bán với nhau một cái lô đất ở các cái trục đường, chẳng hạn như là chính của đường quốc lộ, thì trên cái mảnh đất ấy, là nó có cái nhà mà người ta đã xây rồi. Thì khi mà chúng ta đi mua bán về đất ấy, thì chúng ta thấy trên đất có nhà thì chúng ta phải để ý. Thứ nhất ấy, là chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta phải thông báo cho bên công chứng ấy. Nếu chúng ta làm dịch vụ bên công chứng thì chúng ta phải thông báo cho bên công chứng, người ta ghi nó vào cái hợp đồng là trên đất, tức là tài sản trên đất là có nhà. Đấy. Thì cái việc mà cái nhà đó to hay nhỏ, bao nhiêu mét vuông thì chúng ta cũng sẽ định hướng là ví dụ như là nó trên đất nó có cái nhà 3 tầng hay 4 tầng gì đấy thì nó khoảng bao nhiêu mét vuông thì chúng ta cũng ghi vào đó. Còn nếu như chúng ta mà giao dịch đất trên cái hợp đồng đấy mà chúng ta không ghi tài sản ở trên đất thì cái hợp đồng đó sau khi chúng ta đã ký xong xuôi đâu đấy rồi, trả tiền cho bên bán, đúng không ạ, xong xuôi hết rồi, thì chúng ta làm sao chúng ta khi mà làm cái vấn đề chuyển nhượng thì nó sẽ bị mắc và người ta sẽ phải trả những hồ sơ lại ở trên tỉnh, trả lại hồ sơ nó không nhận, bởi vì là người ta kiểm tra là trên đất là nó có nhà, cho nên là cái bộ hồ sơ đó nó sẽ không hợp lý. Cho nên là chính vì cái điều này ấy, là một cái điều vô cùng quan trọng mà rất rất nhiều người mắc phải. Nếu như chúng ta phải đi ký lại, đúng không ạ, trong những cái trường hợp đấy chúng ta phải đi ký lại, thì có những cái trường hợp nó tốt thì không sao, có những trường hợp nó rất là khó khăn, nó gây ra cho mình rất là khó khăn về cái việc ký tá. Cho nên là chính vì cái việc ký tá đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, đúng không ạ. Nó không ký cho mình là mình hồ sơ của mình là chết, đúng không ạ. Nó cò quay, có khi là có những khi nó xin thêm tiền thì nó mới ký, bởi vì là khi đã ra công chứng người ta đã ký cho mình hoàn toàn là đầy đủ rồi. Bây giờ ông ký lần thứ hai này là đấy là do lỗi của các ông, nên là bây giờ tôi ký tôi phải cả này tiền tôi mới ký chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là một cái chúng ta phải rút kinh nghiệm. Hai nữa là người ta có ký cho mình đi chăng nữa nhưng mà mình phải đuổi theo họ, họ hôm nay hứa hẹn rồi thì họ không đến ký, rồi thì mình đến nhà người ta ký thì mình cũng phải đi thuê công chứng đến thì người ta mới ký. Có khi thuê công chứng đến rồi chứ chắc người ta đã có nhà. Người ta tạo ra cho mình những cái tình huống rất là khó khăn, đúng không ạ. Cho nên là những cái bộ hợp đồng mà trên đất, tài sản trên đất có nhà thì chúng ta nên để ý. Còn trên đất mà không có gì thì chúng ta vẫn làm theo cái lối bình thường thôi, nó không ảnh hưởng gì, đúng không ạ. Đấy là trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải xem xét, bởi vì là có rất nhiều người đã mắc vào những cái tình trạng đó, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề, đúng không ạ. Chúng tôi thì làm về cái vấn đề bất động sản này ấy, thì cũng xin chia sẻ với tất cả anh em là có những cái gì mà nó khó khăn, nó khúc mắc, nó xảy ra trên những cái vấn đề mua bán về bất động sản, chúng tôi đều phải chia sẻ để cho tất cả anh em khi mà chúng ta làm về bất động sản chúng ta sẽ nắm được, đúng không ạ. Hai nữa là chúng tôi cũng khuyên các bạn một điều, tức là chúng ta mua bán về bất động sản thì tốt nhất là chúng ta lên ra phòng công chứng để chúng ta làm trực tiếp ở phòng công chứng. Đấy. Rất nhiều người mắc phải cái tình trạng là không ra phòng công chứng và ký vào những cái bộ hồ sơ mà ở các cái văn phòng khác mà không phải là văn phòng công chứng ấy. Người ta thứ nhất là người ta không có sự chuyên nghiệp, thứ hai nữa là cái vấn đề pháp lý ấy, là nó vẫn chưa chuẩn, đúng không ạ. Cho nên là cái quy định mới này của nó 100% bây giờ là nó sẽ
sẽ phải ra phòng công chứng mới làm được. Cho nên là mọi người cũng nên để ý cái điều đó, là cái điều rất là quan trọng. Còn một số các cái văn phòng người ta làm nó quen rồi đó, thì người ta vẫn cứ làm bình thường. Đấy là cái mà chúng ta cũng phải lên cân nhắc để ý. Những cái chỗ nó chuyên nghiệp, nó quen biết rồi thì vẫn làm được bình thường. Nhưng mà những cái chỗ mà nó không phải là chuyên nghiệp mà không quen biết gì, chúng ta lên để ý, đúng không ạ? Một lần nữa thì cái việc mà chia sẻ cho cái vị như này ấy, là chúng tôi cũng đã thấy rất là nhiều người mắc, cho nên là tôi mới chia sẻ, đúng không ạ? Cho nên là cái việc này chúng ta đầu tư về bất động sản, chúng ta tránh được cái tình trạng này là tốt nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị nhiều các cái thông tin hữu ích để cho quý vị nắm bắt được. Cảm ơn quý vị.